Dạ, thưa luật sư, dạ con có câu hỏi. Trước khi có câu hỏi, chúc sức khỏe của sư được an khang và rất là vui mừng để mà hôm nay được lãnh lễ sư ở Melbourne. Thưa sư, khi mà con khởi một cái ý đánh giá một người hay là một cái sự việc gì đó thì cái niệm khởi nó tăng lên, đó là mình phân sáng, mình phân biệt tốt xấu hay là này kia đó, thì con thấy nó là niệm bất thiện, nhưng mà nó nhanh quá đó, thì con không có biết là mình làm sao để mà mình tu tập, hay là mình có cách nào để mà mình đừng có đánh giá gì, tại vì nó xẹt cái là nó nhanh. Dạ. Trong cái hoạt động của cái tâm á, thì nó có hai phần. Một cái phần á là cái tâm sinh nghiệp, tức là tạo ra cái phản ứng, cái thái độ. Nhưng mà cái tạo ra phản ứng và thái độ dù nhấn cách mấy cũng không bằng cái tính chất biết của pháp, cái tánh biết. Tức là cái pháp á, trong cái tâm á, hay là trong pháp á, nó có hai cái. Một cái chính là cái sự sinh diệt. Nó sinh diệt á thì nó có sinh có diệt, tức là nó có thời gian. Nhưng mà tánh biết á thì nó không thời gian. Cho nên dù cái mà sinh diệt đó nó có sinh diệt nhân cách mấy đó, nó cũng không qua khỏi được cái tánh biết của tâm. Do đó đó, cái tánh biết của tâm ở đây ấy, được là mình có thể là xem như nó là cái trí tuệ hay là cái tuệ giác. Thực ra cái tánh biết đó khi mà không bị một cái gì che lấp hết thì cái tánh biết đó nó thấy được tất cả pháp gì sinh lên diệt thì đều nó biết hết. Đó là cái đặc điểm của cái tâm, gọi là tánh biết hay là tánh giác. Hay là bên Bắc Tông á thì người ta gọi đó là Phật tánh. Cái câu chuyện đó, nó như cái câu chuyện mà trong Tây Du Ký đó, mà người ta làm thành cái câu chuyện. Nhưng mà trong cái câu chuyện đó nó biểu hiện hai cái. Nó nói rằng là Tôn Ngộ Không á, Tôn Ngộ Không là có thể là nhảy một nhảy á, là đi mấy dặm gì đó, mấy bao nhiêu, mấy trăm dặm, mấy ngàn dặm gì đó, 10,000-8,000 dặm, tức là đi xa lắm. Nhưng mà nó dạy một cái đó, nói rồi thoát khỏi rồi, Phật Như Lai không có cách gì mà bắt mình được, cái từ dạy một cái là anh thấy anh thoát rồi. Thì là anh mới đến cái anh đái. Anh đến anh đái thì Như Lai mới đưa bàn tay lên, nói là đây nước đái của người đó này, cũng nằm trên bàn tay thôi, chẳng chạy đâu hết á. Cái đó chính là cái ý nghĩa này. Tức là cái tánh biết á, thì Như Lai là nói đến cái tánh biết. Cái tánh biết này đó, trong cái tâm dù nó có khởi bất kỳ cái gì đó, tánh biết đều biết hết. Do đó đó, mới là có một cái điều này là rất quan trọng. Nếu ai biết sử dụng cái tánh biết để thấy pháp á, thì tu hành mới là được. Mà cái tánh biết này là không phải là mình, không phải ta và của ta. Nhưng mà nếu ai lấy cái ý thức để mà tu đó, mà cái này là nhầm lẫn rất nhiều. Người ta lấy ý thức ra để tu, rồi cố làm sao để cho ý thức. Nhưng mà ý thức đó lại là bản ngã. Ý thức đó, nó lại là chỉ là cái mà ứng ra thôi. Cái mà ứng ra nơi mắt, nơi tai, nơi mũi, nơi lưỡi, nơi thân, nơi ý, rồi cái đó có ứng ra khi có đối tượng, có sinh có diệt, có sinh có diệt. Nhưng mà có sinh có diệt cách mấy đó, thì tánh biết vẫn biết hết. Có một người nói thầy nói như thế này: có lúc con biết, có lúc con không biết. Như vậy làm sao mà con tôi tu hành được? Thì thầy mới hỏi lại như thế này: thế tại sao mà con lại biết được là lúc con biết, lúc con không biết? Tức là cái tánh biết nó còn biết, lúc không biết nó cũng biết là không biết. Thế nếu đã lúc không biết rồi thì đâu làm sao biết được nữa, phải không? Mà bây giờ lại biết được là không biết, chính đó là tánh biết ấy. Dù không biết là không biết của ý thức có đối tượng thì biết, mà không có đối tượng thì không biết.
hoặc là ý thức nó quên đi thì nó không biết. Nhưng mà tánh biết nó vẫn biết là không biết, thì rõ ràng là tánh biết là nó không, nó vẫn là biết hết. Vì vậy cho nên nếu mà mình lấy ý thức mình tu thì mình cũng sẽ bị sinh diệt, rồi mình phải cố gắng làm sao cho nó liên tục, gọi là niên mật. Nhưng mà tánh biết thì khỏi cần liên tục, tánh biết là lúc nào biết cái tánh, khỏi cần liên tục gì hết. Cho nên nó mới có một câu chuyện như thế này. Câu chuyện này là để nói lên cái cách tu hai cái pháp khác nhau. Có một người ngoài đạo đến gặp Đức Thế Tôn, thì Đức Thế Tôn mới hỏi rằng là thầy của ngươi là dạy ngươi như thế nào. Thì cái người ngoài đạo đó mới trả lời thế này: bạch Đức Thế Tôn, là thầy của con là dạy là phải luôn luôn biết. Thì Đức Thế Tôn nói là nếu luôn luôn biết thì thầy ạ, thầy ngươi dạy như vậy mà thầy ngươi có luôn luôn biết được không? Thì là ông nói là dạ, thầy con là không biết là con biết được luôn luôn biết hay không, nhưng mà thầy con là người luôn luôn là biết, tức là dạy như vậy và thầy con là cũng cố gắng lại luôn luôn biết. Thế thì cái người ngoài đạo đó mới hỏi đại Đức Phật, nói, thế thì bạch Đức Thế Tôn thì Đức Thế Tôn dạy như thế nào? Nó ta cũng giải biết. Thế thì cái biết của ngài như thế nào? Thì ngài nói là khi cần biết mà cũng cần biết là thôi. Ngài nói vậy, khi cần biết. Nhưng mà cái biết này á là cái biết của ý thức. Cái biết đó là cái biết của ý thức. Còn cái biết của cái tánh biết á, hay là bên đại thừa người ta gọi là Phật tánh á, thì cái tánh biết này á là không có sinh, không có diệt, không có còn, không có mất, không có thường, không có đoạn. Tại vì sao? Bởi vì nếu mà nói nó còn á thì sao có khi mình không cần biết, tức là nó mất. Nhưng mà nếu nói mất á thì tại sao khi cần biết là biết liền? Tại như vậy thì nó nói nó thường cũng được, nói nó đoạn cũng được, nói nó sinh cũng được, nói nó diệt cũng được, nói nó có cũng được, nói nó không cũng không được. Thì cái tánh biết đó, nếu như người nào mà nhận ra được cái tánh biết đó và lấy cái tánh biết đó để mà tu á, mà thực ra nói lấy tánh biết để tu là cũng sai, mà chính tánh biết đó tu cho không có ai tu hết. Còn khi mà cái bản ngã mà khởi lên rồi cho rằng đây là ý thức, đây là ta thấy ta nghe ta biết, rồi cố gắng rèn luyện cái ta thấy ta nghe ta biết đó, thì vẫn là cứ ở trong bản ngã, chứ không cách nào mà giải thoát giác ngộ được cả. Cái điều đó là cái điều mà cái cốt lõi sâu xa của đạo Phật á. Không thấy được cái cốt lõi đó thì mình tu mà nó là giống như là đạo Bà La Môn, tức là mình đi phát triển cái bản ngã cho nó trở nên tốt đẹp, chứ còn không phải là mình là nhận thức ra được cái bản ngã đó là ảo để mà trở về lại với cái thực, tức là cái tánh biết và pháp vốn nó là thực, tánh biết và pháp vốn nó là hoàn hảo. Chỉ tại cái bản ngã khởi lên sẽ lấp đi và nó sinh ra phiền não khổ đau mà thôi. Đại khái là mình phải nhớ ra cái điều đó. Cho nên á, khi nào mình thấy thì thấy, không thấy thì thôi, đừng quan tâm. Nhưng mà thực ra đó, thì tại vì mình đứng trên ý thức cho nên mình tưởng là có lúc thấy, có lúc không thấy. Trên thực tế đó, ngay cả lúc mình ngủ, tánh biết vẫn làm việc. Ví dụ như thế này, có một người dạy một bài toán mà dạy không ra, nhưng mà ngủ một giấc là sáng dậy dạy ra. Tại vì trong giấc ngủ tánh biết nó vẫn cứ việc, vẫn làm việc. Nhưng mà bởi vì nó làm việc không phải là ý thức, cho nên ý thức không biết, chứ không phải là tánh biết không biết. Lúc đó ý thức không biết, chứ không phải là tánh biết không biết. Bởi vì tánh biết nó vẫn làm được, nó làm trong vô thức á, nó làm trong đạo Phật gọi là cái pháp văn ga, hay là trong duy thức gọi là cái a la giác thức á. Cái tánh biết vẫn làm việc trong đó. Nó có một cách giáo dục là một cái đứa nhỏ nó nghịch thì cho nó ngủ say luôn, ngủ say mà mình thử, mình đánh đó thực coi thử nó có gì có thức không, để chứng tỏ rằng là nó đã ngủ say. Khi đó người mẹ sẽ nói vào trong cái lỗ tai nó, nói là từ nay con rất là ngoan hiền, từ nay con sẽ rất là lễ độ, hay là cái gì đó, cứ nói như vậy hoài đó, đêm nào cũng nói như vậy đó. Thì tự nhiên nó trở nên là lễ độ, trở nên là
là lịch sự đàng hoàng, là ngoan ngoãn. Như vậy á, là mặc dù nó ngủ say mà tánh biết nó vẫn là học được cái bài học của cái người mẹ nói. Cái đó đó, dần dần khi mà mình bắt đầu mà đi vào cái tánh biết này á, mình sẽ thấy là cái kỳ diệu của cái tánh biết. Mà những người tu họ không biết đó, là họ cứ cố gắng hành, ngay cả bên Nam Tông á, mà có những cái trường phái mà hành thiền Vipassana mà dùng ý thức nhiều quá là cũng sai. Tất nhiên ở một mức độ nào đó mình là ý thức tốt thì cũng là tốt, nhưng mà cái giai đoạn đó nó vẫn còn là bản ngã, vẫn chưa phải là vắng mặt cái bản ngã đó đi để cho pháp từ bản thân. Thì cái đó đó là ngày mai, thực ra là câu hỏi đó là câu hỏi mà thầy sẽ trình bày ngày mai. Ngày mai sẽ trình bày là mình xử lý thế nào, hay là mình nhận thức thế nào để mà trả lại cho cái bản chất thật của cái sáu cái yếu tố mà mọi người sẵn có. Còn ai hỏi gì nữa không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con là một Phật tử của Bắc Tông. Tuy nhiên nhìn trên cái góc độ của các quốc gia Á Châu chúng ta thì chỉ có Campuchia, Thái Lan, Miến Điện là họ theo Phật giáo là quốc giáo. Nhìn bản theo cái chiều dài của lịch sử trong thời gian gần qua thì những cái nước này rất là độc ác. Chúng ta nhận thấy hiện tượng của Pol Pot, hiện tượng của những cuộc đảo chánh ở Thái Lan, hiện tượng của Burma. Thì những quốc gia này họ trưởng thành trong cái giáo lý của Nam Tông, cái giáo lý của Hiền Hòa. Những bậc lãnh đạo đã từng là những xuất gia ngắn hạn, thì Phật giáo đã giáo dục những cái giai cấp này, mặc dù bây giờ họ là dân sự, thì Phật giáo có nhìn lại những cái chất lượng mà chúng ta cung cấp cho quần chúng về mặt đạo đức hay không, để nhận lãnh vì thực chất của Phật giáo Nam Tông, họ không có sản xuất, họ không kinh doanh, mà họ sống nhờ tiền cúng dường của ba tánh. Còn chỉ có câu hỏi thôi. Thực ra thì là cái đó không phải là mình trách cái Phật giáo được. Thí dụ như bây giờ là có nhiều cái tông phái Phật giáo mà tỏ ra rất là mê tín. Thí dụ như là kết hợp với đồng bóng ở một vài nơi, hoặc là kết hợp với những cái tôn giáo lung tung cả, tức là nó không còn là cái tinh túy của Phật giáo nữa. Thì cái đó không phải là do Phật giáo, mà là do con người thôi. Ví dụ như là tất cả những cái tính chất mà của con người ấy, là bởi vì do cái duyên của họ, do cái nhân duyên, hoặc là do cái nghiệp báo đối với nhau như thế nào đó, mà nó tạo ra những cái chém giết lẫn nhau, hay là cái tình trạng như thế này thế khác ở giữa trên cái thế giới này đó. Thì thực ra ví dụ như mình nói đầu hồi, mình thấy đầu hồi không dữ, nhưng mà thực ra không phải. Mình tiếp xúc với những người đầu hồi là họ rất là hiền lành, họ rất đàng hoàng. Thì chỉ có một số cái bộ phận nào đó, một cái số bộ phận nào đó, nó không có thể nào mà mình lại là vì cái bộ phận đó mà mình lại kết luận là do Phật giáo, hay là do Hồi giáo, hay là do Thiên Chúa giáo, mà là do một bộ phận nào đó mê tín. Mà mình ở đấy, ví dụ như ở Bumbot in Syria, thì nếu như mà cái cuộc chiến nó mang cái tính chất là lấy Phật giáo nguyên thủy để mà đàn áp một cái tôn giáo khác á, thì cái đó mình mới nói là Phật giáo nguyên thủy là sai. Nhưng mà ở đây đó, chính Pol Pot in Syria là hại luôn cả tăng, sát hại luôn cả tăng. Mà cái chuyện sát hại luôn cả tăng này đó, thì trong lịch sử Phật giáo đó, là ở những cái đời vua ở Trung Quốc cũng như ở Việt Nam nó còn tồi tệ hơn nữa. Bậc tăng đó, là quỳ xuống, nằm xuống để mà đốc miếng. Tức là làm những cái mà nghĩa là thay trời ở Trung Quốc cũng có, ở Việt Nam cũng có.
Cái đó đó, nếu mình nói rằng là Trung Quốc theo Đại Thừa, là do Đại Thừa mà là mấy ông vua đó ông đi giết hại thì cái đó không phải. Cái đó không thể nói được. Hay là ở bên Nhật Bản thì cả một cái thời mà các cái sứ quân đánh nhau, giết hại nhau, thực ra chính nhờ Phật giáo mấy sứ quân đó mới là đi đến hòa bình. Cũng như nhờ cái tinh thần Phật giáo thì cái độc ác của là Pol Pot Insari nó mới là giảm bớt đi. Còn nếu không á thì có thể là nó còn dữ dội hơn nữa. Thì ví dụ như Hitler cũng đâu phải là do Phật giáo. Còn Nhật Bản là một nước Phật giáo Đại Thừa, mà thiền ở Phật giáo là rất là nổi tiếng, thì tại sao lại Nhật Bản lại theo cái phe trục của Hitler đó, mà là tàn sát ở Trung Quốc là vô số. Rồi mình nói rằng là một nước Mỹ đó là một nước thiên chúa giáo mà lại đem bom thả là tiêu diệt hai thành phố ở tại là Nhật Bản, như vậy mình nói là tại ai? Thật ra là tại bản chất của con người chưa thấm nhuần được đạo pháp thì đúng hơn, chưa thấm nhuần được lời Chúa dạy, chưa thấm nhuần được lời Phật dạy. Chính vì vậy mà những cái người mà thực sự hiểu đạo Phật hay là hiểu đạo Chúa hay là hiểu đạo Hồi, những người đó người ta vẫn nỗ lực để đem lại cái tốt đẹp, đem lại hòa bình, đem lại cái sự hiểu biết đối với cho nhân loại. Còn cái mà giết người hay là độc ác đó là bản chất của nhân loại, bản chất của con người. Khi mà con người mà cái bản ngã nó đã là nó mạnh lên đến cái độ mà nó cho mình là thống trị thế giới, thì bắt đầu nó muốn là trinh sát, nó muốn thế này thế kia. Do đó mình thấy là những cái hiện tượng này nó không phải là chỉ xảy ra ở Campuchia, mà nó là xảy ra khắp nơi trên thế giới. Khi con người, nói chung đó, khi con người bị cái bản ngã, bị cái tham vọng, bị vô minh ái dục chi phối, thì sẽ có phiền não khổ đau, sẽ có hại mình hại người. Chuyện đó là chuyện của con người khi họ chưa giác ngộ. Tuy nhiên á, nó có một cái này. Thực ra người ta lên án chiến tranh, người ta lên án chuyện này chuyện kia ấy, nhưng mà cũng trong cái bài mà thì hôm nay thì giờ nó quá ít cho nên thầy không nói hết được, nhưng mà nó có một cái chân lý này nó hơi kỳ lạ một chút. Đó là những cái bất ổn giữa cuộc đời này đó chính là để giúp cho những cái người giác ngộ nhận thức ra được cái nào đúng, cái nào sai, cái nào xấu, cái nào tốt. Cho nên chính những cái đó là để giúp mình học ra bài học giác ngộ. Chính cái bất an, bất ổn của cuộc đời này đó chính là để cho mình giúp cho mình giác ngộ ra được. Cho nên cái cuộc đời này, thực ra cái cuộc đời này á, nếu mà nói theo một cái triết lý khác, ví dụ như bên đạo Thiên Chúa thì là trong Thánh Kinh đó, Thánh Kinh Cựu Ước đó, có nói một câu như thế này: ta đến không phải để đem lại hòa bình trên đất, mà bèn là gươm giáo. Ta đến để chia rẽ cha với con, vợ với chồng, anh với em. Ta là nói thượng đế. Thì lúc đầu thầy phản đối cái chuyện đó dữ lắm. Thầy có viết một cái bài luôn á. Thầy nói đạo Thiên Chúa độc ác. Ngay cả Chúa xuất hiện á là bởi vì không phải đem lại hòa bình mà đem lại chiến tranh. Xuất hiện để mà chia rẽ. Nhưng mà sau này khi mà thầy thông suốt được đạo lý rồi ấy, thì thầy mới hiểu rằng là cái đó rất là đúng. Tại vì cái chân lý ở giữa cuộc đời này ấy, nó phải xuất hiện ra tất cả những cái đó để giúp cho mình thấy ra mà giác ngộ. Lẽ ra mình lấy cái bài học đó để mình học ra cái bài học giác ngộ, để mình thấy rằng giữa cuộc đời này nếu mà có bản ngã, nếu mà có vô minh ái dục tham sân si đó, thì nó sẽ đưa đến đau khổ. Và mình phải qua đó, qua cái lò luyện đó. Thí dụ như những vị sư vào cái thời mà vua A Dục này, rồi đến vào cái thời vua gì ở Trung Quốc này,
mà trong 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 đường tâm tạng nó cũng có cái, trong trong Tây Du Ký đó cũng có mấy cái chuyện mà nhà vua mà hài hài Thi Tăng đó, là cái chuyện đó là lịch sử, là chuyện đó thực đó, thì họ đưa vào trong trong truyện Tây Du Ký đó. Còn Việt Nam mình cũng là ông vua gì đó, Lê Hòa Thiều là gì đó, là róc mía trên đầu Tăng đó. Thật ra cái đó chính là cái mà cái đó là cái tốt để cho những vị Tăng lo tu hành. Cái thời đại của mình đây này, bây giờ chư Tăng là quá sung sướng, được người ta cúng dường, được người ta lạy lục, còn này kia lại là hư hỏng hết. Cho nên đó, nó phải có những cái lúc mà có những cái ma này mà ma này đó là ma này lại là cái ma này nó cũng là có một ý nghĩa rất là kỳ cục, là nó là chính cái ma này này thức tỉnh cho những cái người tu hành đó có một cái thời kỳ nào đó mà nó hư hỏng, nó có một cái gì đó nó đến để nó thức tỉnh. Cho nên đó, nó cũng là một cái ý nghĩa của đau khổ trong cuộc sống này, đau khổ để giúp cho người ta giác ngộ. Còn phân tích về cái đau khổ này á, là nó rất là nhiều, rất nhiều khía cạnh mà tại mình không có thì giờ. Cho nên á, cái chuyện đó là mình qua đó để mình học ra bài học về cái tâm địa của người và cái lẽ sống của người. Chứ không phải là mình để mình nói là tại vì do cái này cái kia gì hết á. Bởi vì một cái gì đó xuất hiện trên cuộc đời này, thực ra nó có một cái lý do của nó. Lý do đó là lý do để mà thức tỉnh một cái điều gì đó. Cho nên nếu một cái người mà cái tâm mà bình lặng á, thì sẽ thấy Đức Phật Ngài nói một cái câu rất là hay. Khi một người thanh tịnh, hay là khi tâm thanh tịnh, thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh. Tức là thấy cả những cái chuyện xảy ra đó cũng đều là đúng, là tốt hết. Nó đều có nguyên nhân, có lý do, có nhân, có quả, có nghiệp, có báo của nó hết. Không phải là tự nhiên mà nó làm như vậy. Tuy nhiên là cái thời đó do một số chư tăng tu hành bê bối làm sao đó, cho nên ông vua ông mình đốt tức lên nhưng mà ông không hiểu đạo, cho nên ông mới là trừng phạt. Thì cái trừng phạt đó cái lúc trước khi mà ông không trừng phạt á, thì chư tăng có thể là dễ vui rồi sống là chỉ biết hưởng thụ. Nhưng mà sau cái trận đó có thể là những cái người tu người ta lại đắc đạo nhiều cũng có. Nó có một cái câu chuyện thế này, là có một cái thời Đức Phật quá khứ, Ma Vương á, nó mới thấy chư tăng tu hành đó, nó mới tức giận, nó mới xúi dục quần chúng là không được ai để bắt cho chư tăng hết á. Thì chư tăng đi bắt là đói dễ dài, thì đói càng đói dễ dài chừng nào thì chư tăng về lại lo tu hành rồi này kia, cho nên là đắc đạo quả rất là nhiều. Thì ba Ma Vương nó mới suy nghĩ lại, nó nói như vậy mình sai rồi. Bây giờ là mình đi xúi dục lại quần chúng là để bác cúng dường tôn trọng đối với thiệt nhiều. Thì khi được cái cúng dường tôn trọng như vậy là chư tăng thấy là bây giờ đạo Phật là hưng thịnh rồi, bây giờ thấy mình sống sung sướng là phước báo đồ này kia, ba tham đắm trong đó thì không còn người cái đặt đạo qua nữa. Thì câu chuyện nó được Phật Ngài kể như vậy á, để cho mình thấy rằng là chưa chắc những cái chuyện xảy ra, bất kể cả những cái đau khổ đó là chuyện giận, mà chuyện đó không phải ngoài cái không phải là ở nơi cái mức độ tính toán của mình, mà chuyện đó là nó cái chuyện mà khi là của pháp, cái kỳ diệu của pháp, cái chuyện kỳ diệu của pháp đó nó xảy ra để mà nó giác ngộ cho người ta cái gì đó. Ví dụ như ở nước Mỹ, họ là cái nước mà tự hào cho mình là cái nước mà giàu có nhất trên thế giới thì nó lại đi một cái chế mờ cái gì mùng 11 tháng 9 hay là 9 tháng 11 thì quên rồi. Thì đó nó phải đi những cái tầng như vậy để cho con người ta thức tỉnh lại, để mình thấy được là cuộc đời là vô thường, chứ không phải như mình nghĩ, không phải là mình do sức mình có thể tạo ra được cái thế giới này là ghê gớm gì hết. Mà bây giờ kinh tế của nước Mỹ đang dần dần bị suy thoái. Cái đó cũng là một cái kỳ diệu của pháp để nhắc nhở cho con người đừng có ngã mạn, đừng có tưởng rằng là mình là ghê gớm. Thì chưa biết là cái đó là rủi hay may, mà chỉ biết rằng là mình lấy đó để làm bài học giác ngộ là tốt nhất.
hết giờ. 9 giờ mấy thì mình còn tới mấy buổi nữa. Cho nên là mình sẽ để vào những buổi sau. Thì bây giờ mình hồi hướng. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Hẹn gặp lại tối mai.